trong tim bao năm qua đã khiến ai đổi thay. Cuộc tình nào ta trao sai đem chua cay khiến ta thêm hận. Tạo nghiệp nào gieo hôm qua mai sau đây sẽ gánh lấy khổ đau. Bởi vì lòng đầy tối tăm lúc giàu sang, lạc đường cùng vì đã sai càng sai. Tình đâu đã cho trao, chỉ là cơn mơ hão huyền. Này vòng hoa tươi xưa, giờ theo gió phai tàn. Tình chỉ duyên em do tại ai vì ai, đời dễ đâu tranh khỏi bi kỳ. Thú thiệt với anh chị, con trai tôi cũng lớn tuổi rồi, gia đình tôi thì lại hiếm hoi, chỉ có một mình nó thôi à. Nên tôi cũng mong có dâu, có cháu. Vì thương cháu Trúc, má con tôi có thể đợi đến mãng tang. Nhưng tôi thấy cháu Trúc dường như không mặn mà với cuộc hôn nhân này cho lắm. Má con tôi thì không muốn trói buộc cháu vì lời hứa của chị Mai. Hiện nay anh chị cũng như cha mẹ của cháu, cho nên tôi đến đây xin phép anh chị cho tôi được từ hôn. Chị à, lẽ nào chị lại phiền lòng khi mà Trúc nó không muốn về Gò Công sống với gia đình chị? Không đâu, tôi là người biết suy nghĩ thì sao mà buồn những chuyện như vậy được. Tôi với chị Mai tuy là chỗ thâm tình, nhưng đối với cháu Trúc thì má con tôi vẫn là người xa lạ, cho nên cháu không chịu về dưới tôi cũng hiểu mà. Dạ, trong chuyện này á, vợ chồng tôi không có can thiệp, nhưng nếu chị đã nói như vậy rồi thì vợ chồng tôi xin nghe và cũng sẽ nói lại cho cháu Trúc biết. Vậy thôi, tôi xin phép anh chị, tôi cứu. Dạ chị. Thôi, xin cứu anh chị. Dạ. Dạ, chị về. Chị về. Sao bà kỳ quá vậy? Sao bà không để tôi giải thích với chị qua thêm chút nữa? Chứ gì đã vội vàng kết thúc câu chuyện rồi. Mình ơi, chị đến đây mục đích là để hủy hôn. Thì bây giờ cho dù mình nói cái gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ hủy hôn. Mình nài nỉ làm gì hả mình? Nhưng mà đây là cái đám rất là tốt, bà hiểu không? Tôi sợ là bỏ qua cơ hội lần này, Trúc nó sẽ không gặp được chỗ nào tốt như vậy. Đó chính là điều tôi muốn. Tôi muốn nó phải trả giá cho cái thói hống hách khinh người của má nó. Sao? Hồi đó chê thằng Bảo là con vợ bé, cấm không được tới gần con Trúc. Để rồi coi, hỏng chừng con Trúc làm bé cho người ta cho mà coi. Trong tình cảnh này tôi chưa thể nói gì với Trúc, nhưng tâm tư tình cảm của tôi ra sao chắc là Trúc hiểu. Từ trước tới nay, trong lòng tôi, trong tim tôi, chỉ có duy nhất một người. Thịnh ơi, em cũng đâu khác gì anh,
trong lòng em. Trong tim em chưa từng có người nào khác ngoài anh. Ở nhà em lo cho anh lắm luôn á. Mọi chuyện ổn hết hả anh? Nhìn thấy anh khỏe mạnh vậy em mừng quá hả? Thôi, để cậu tự lo cho nó. Đi đường mệt lắm không con? Trúc, bác cảm ơn con nhiều lắm. Thôi mình cho con vô nghỉ ngơi đi rồi hỏi hàng sao nghe. Vô nhà đi con. Dạ, con tôi để con. Sao hả anh Tư? Ông thầy ở dưới đó có nói là thằng Thịnh còn hy vọng hồi phục không? Ngon lành nghe dưỡng. Mấy bữa nay ở dưới á, ông thầy ổng bấm huyệt châm cứu, cộng thêm cái phương thuốc đặc trị của ổng nữa, chân cẳng của thằng Thịnh cải thiện rõ rệt luôn đó. Ổng còn chỉ tôi mấy chiêu về để bấm huyệt cho nó mỗi ngày, thế nào nó cũng sẽ đi đứng bình thường lại hả? Thiệt hả anh? Ông còn dám cam đoan với tôi á, là trong vòng 3 tháng nữa mà thằng Thịnh đi lại không được, ông bỏ nghề luôn đó. Ba mừng lắm. Như vậy là con sắp đi lại được rồi. Ba mừng lắm con ơi. Con cũng mừng quá ba má ơi. Em mừng lắm anh Thịnh. Anh Tư, vậy rồi còn đầu óc của con nó thì sao hả anh? Vẻ mặt này của cô là sao? Cô đang lo lắng cho thằng Thịnh hay là đang lo lắng cho bản thân mình? Anh Tư, ông thầy cũng nói làm sao? Ông nói là chân cẳng á thì có thể phục hồi hoàn toàn, nhưng mà đầu óc thì không nói trước được. Được thôi, không sao, không sao hết con, không có sao đâu ha. Con trai mình á nhất định á sẽ bình phục thôi hả mình? Con sẽ khỏe thôi mà. Phải, thằng Thịnh nó đi đứng lại được là tôi mừng lắm rồi. Dạ. Tôi tin là đầu óc của nó rồi đây cũng sẽ hồi phục như xưa thôi. Phải không con? Dạ. Chú, lần sau chú đi lấy thuốc cho con đi theo với nha. Ừ, tao lên trển hút thuốc hoài mà. Lần sau có muốn đi á thì tôi dẫn đi cho biết. Dạ. Con là con ngưỡng mộ chú lắm á. Nhờ có chú mà sức khỏe của anh Thịnh được cải thiện nhanh tới như vậy.
Chú nhận con làm đệ tử đi. Tùy duyên à nha. Thịnh á, nó phục hồi lẹ vậy á, phần lớn á là nhờ vô ý chí của nó. Tao chỉ hỗ trợ nó phần nào thôi. Anh Thịnh, anh thương chị Trúc như vậy, mai mốt chị Trúc không còn ở đây nữa, chắc anh buồn lắm. Mấy ngày qua tao có dịp tiếp xúc với lại Trúc, tao nói chuyện tâm sự rồi khuyên nhân nó đủ điều. Cuối cùng á, nó nghe lời tao, chấp nhận tiếp tục ở lại đây rồi đó. Sao chị chấp nhận hay vậy chú? Thì ở đây dù sao cũng an toàn hơn chứ. Thân gái mà lưu lạc như vậy nguy hiểm lắm. Cho dù là dì Chính á, có thương nó, có tốt với nó cỡ nào đi nữa thì thời buổi này hai người phụ nữ mà sống với nhau á, khó tránh khỏi bất trắc. Đó, lần trước mà không nhờ bay nha thì tiêu đời nhỏ rồi. Với lại ở đây á, dù sao á, người ta cũng nể hai mạnh, không dám làm gì nó. Nhặt một điều là không biết con Bình An có làm khó dễ gì chị nó không đây chứ. Chú nói cũng đúng, chị Trúc ở đây thì an toàn, nhưng nếu như Bình An mà gây khó dễ gì cho chị, mình nhất định sẽ ngăn cản. Nó đi đứng được thì có làm sao, chỉ cần nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy hoài là mình không việc gì phải sợ. Đúng vậy, không việc gì phải sợ. Nhưng mà mình phải ráng thúc giục ổng sang tên hết phần đất đai còn lại cho thằng Báo mới được, cả cái nhà này nữa. Dạ mợ hai, thưa con. Đi đâu mà chở khai hát hải tưởng hỏa vậy? Dạ, ông bà sai con xuống mời cô Trúc lên nhà lớn. Ông bà có chuyện cần nói. Ừ, đi đi. Dạ mợ. Hôm nay con đi công việc hay là sẵn tiện con ghé thăm bác hay sao? Trời cũng sắp tối rồi, ở lại ăn cơm với bác. Dạ con cảm ơn bác. Không phải con sẵn tiện tới đây mà con cố tình tới thăm bác. Vậy hả? Thanh Trúc đâu? Sao không đi với con? Dạ con cố tình tới đây gặp bác một mình là tại có chút chuyện. Thanh Trúc xảy ra chuyện hả con? Bác ơi, con xin bác, con xin bác hãy rủ lòng thương giúp chị Trúc của con, cô giúp hai chị em con nhé bác ơi. Nhưng mà chị em con xảy ra chuyện gì, nói mau cho bác biết. Con biết bác với anh Đức là người tốt, chị của con được gả vô nhà bác là phước phần lớn dữ lắm. Ba với má lớn con cũng an lòng, con cũng vui lây. Nhưng mà dạ, không giấu gì bác, thiệt tình chị Trúc từ nhỏ đã có tình cảm đặc biệt với anh Thịnh, là chồng của con bây giờ. Con cũng rất là nhiều lần khuyên ngăn nhưng chị không dừng lại, dù cho bây giờ ảnh là chồng con, là em rể của chị, thì chị vẫn không tài nào dừng lại cái thứ tình cảm sai trái này được. Hổng rày chồng của con đi chữa bệnh ở núi Cấm, chị muốn đi theo nhưng mà con không cho. Vậy là chị bỏ thuốc vô ly nước của con, đặng để con đau bụng không đi được, rồi lấy cớ chồng con cần người ở bên cạnh chăm sóc mà đi theo, để có cơ hội gần gũi chồng con hơn. Con biết là
chuyện này nó cũng không có gì tốt đẹp, nói ra thiệt là đáng xấu hổ. Con đã định giấu kỹ không nói cho bác biết, nhưng mà bác ơi, thiệt tình là bây giờ con hết cách rồi, con không biết phải làm sao hết. Con mong bác thương tình cứu giúp chị con, giúp chị con thoát ra con đường sai trái này mà có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khổ quá, bác biết giúp chị em con bằng cách nào bây giờ? Dạ thưa bác, con cầu xin bác hãy nghĩ cách để đón chị con về nhà của bác càng sớm càng tốt. Con tin là rời xa anh Thịnh một thời gian, rồi tình cảm chỉ dành cho anh cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Con sợ lắm, con sợ nếu chuyện này mà đổ bể, nhà chồng con biết, con không biết phải ăn nói làm sao, con không biết tương lai của chị con như thế nào nữa. Con cầu xin bác hãy giúp con. An nè, Con có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Chứ theo bác thấy thì Thanh Trúc nó đâu có phản đối cuộc hôn nhân của nó với thằng Đức con trai bác đâu. Dạ tại bác không biết. Chị chú, chị đã rất nhiều lần quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng mà má lớn của con mắc trọng bệnh mà qua đời, chị không muốn làm nhung hồn của má con buồn, nên chị đành phải nhắm mắt xuôi tai. Con chỉ sợ sau thời hạn mãn tang, chị sẽ không đồng ý, chị sẽ không chấp nhận cái đám cưới này đâu. Con nói thiệt hả? Như vậy thì quá lắm rồi đó. Cái chuyện cưới hỏi là cái chuyện lớn, hệ trọng một đời người, đâu có phải đem ra làm trò đùa như một đứa con nít như vậy được chứ. Con biết chị con trăm sai ngàn sai, nhưng con xin bác thương tình, mũi lòng bao dung chị em con. Bác tìm cách để khuyên ngăn chị, để đón chị về đây nha bác. Con cầu xin bác thương tình chị con nghe bác. Cơ hội tốt đã vùa khỏi tay của chị rồi, chị yêu quý của tôi ơi. Em Trúc đâu rồi? Sao chị An không biểu em Trúc qua chơi với Thịnh? Em Trúc? Em Trúc của anh á, sắp tan nát cõi lòng rồi, còn tâm trí đâu mà qua đây chơi với anh nữa. Hết được làm vợ bác sĩ, hết được làm dâu nhà giàu. Chắc tại con nhất định không chịu về Gò Công, nên gia đình Bắc Hoa mới hiểu lầm là con không có thiết tha với mối hôn sự này, cho nên Bắc Hoa mới hủy hôn. Trúc à. Dạ. Bác thấy gia đình Bắc Hoa là người tốt đó. Nếu như con không muốn hủy hôn thì ngày mai bác sẽ dẫn con xuống dưới đó nói rõ cho họ hiểu. Dạ thưa hai bác, con cảm ơn hai bác vì đã thương mà lo lắng cho con. Nhưng thật lòng là con chưa muốn lấy chồng. Chuyện cưới gả này là do má con hứa hẹn. Má con mất rồi nên con cũng không dám làm trái ý của má. Nhưng mà bây giờ nhà bên đó họ chủ động hủy hôn, con thấy cũng là chuyện tốt cho con và cả anh Đức. Bộ con thiệt sự không cảm thấy đáng tiếc hả? Dạ không bác. Con bây giờ là đứa mồ côi, gia cảnh cũng không còn như trước nữa. Muốn gả vô một gia đình như vậy đâu có dễ đâu con. Dạ con biết. Nhưng mà thiệt lòng là con chỉ cần một người chồng tốt, mạnh khỏe, biết yêu thương con, vậy là đủ rồi. Còn đâu, con thấy cái chuyện vợ chồng với nhau cũng là do duyên phận. Nếu mà đủ duyên, đủ phận thì có tránh cũng sẽ gặp mặt thôi bác. Thôi, tùy con nhen, bác tôn trọng quyết định của con.
Dạ, con cảm ơn bác. Có chuyện chi con muốn nói với bác sao? Dạ thưa hai bác, con muốn xin phép hai bác cho con ở lại đây một thời gian nữa, có được không ạ? Được chứ con. Con cứ coi đây như là nhà của mình. Hay quá Thanh Trúc ơi. Dạ, con cảm ơn bác. Vậy là anh có cơ hội theo đuổi em rồi. Tôi có thể bỏ qua, có thể đối xử tốt với Bình An, có thể giúp cho cổ có một cuộc sống tốt đẹp. Cái gì tôi cũng có thể vì Trúc mà làm cho cổ. Nhưng chỉ riêng việc thương yêu cổ như tình vợ chồng thì tôi không làm được. Trúc biết là tôi yêu ai. Trúc biết người tôi muốn cưới làm vợ là ai kia mà. Mình bị làm sao vậy nè? Sao mình cứ nhớ hoài mấy câu nói đó? Có phải vì vậy mà mình thấy vui mừng khi nghe tin má anh Đức hủy hôn? Bình An, em kiếm chị có chuyện gì hả? Hôm qua ba má chồng của em nói chuyện gì với chị vậy? Hay là chị làm gì sai trái trong nhà này khiến ba má em phật ý? Không có chuyện gì đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi à. Chẳng lẽ có chuyện gì chị muốn giấu không nói cho em biết hả? Hai bác kêu để nói cho chị biết là má của anh Đức tới để xin hủy hôn. Cái gì? Hủy hôn? Thôi chết, sao mà hủy hôn? Thì chắc là do chị với lại anh Đức không có đủ duyên với nhau. Nhưng mà chị thấy vậy cũng tốt. Tại đằng nào thì chị cũng đâu muốn lấy chồng đâu. Mà nè, em chỉ kiếm chị để hỏi như đó thôi đúng không? Nếu vậy, chị đi xuống dưới nhà nha. Khoan đã. Nhìn bộ dạng này quen thuộc quá. Bộ chị tính ra vẻ đáng thương để cả nhà tôi tưởng chị làm lụng cực khổ lắm hả? Không phải, em cũng biết mà, từ nhỏ tới giờ chị đâu có làm gì đâu, cho nên chị hơi vụng về xíu thôi. Chị muốn làm gì thì làm, mà nhớ là chị tự nguyện làm gì cho nhà chồng của tôi đó. Đừng có để tôi bị mang tiếng là được rồi. Ừ, chị biết rồi.
Sao cứ kiếm chuyện với Trúc hoài vậy? Thích. Trúc. Anh Bảo. Ủa, tại sao em phải làm mấy việc này? Đâu có gì đâu anh Bảo, em làm được mà. Anh Bảo đi làm hả? À, không, hôm nay cho xưởng nghỉ, chút nữa đi qua nhà máy. Công nhận anh Bảo giỏi thiệt, vừa quản lý việc ở nhà máy rồi bây giờ quản lý việc ở trên xưởng nữa. Ước gì em cũng học được cách quản lý giống như anh Bảo. Hay là anh Bảo dạy cho em nha. Thiệt luôn? Dạ thiệt. Nói ra sợ anh cười em. Đúng là bây giờ trong tay của em không có gì hết, nhưng mà ước mơ của em là sau này sẽ mở được một hiệu buôn. Được, nếu như em thật sự muốn học á, anh sẽ chỉ cho em. Anh Bảo nói thiệt hả? Ừ. Vậy thì tốt quá. Hay là hôm nay luôn đi. Một tí nữa anh Bảo đi làm về á, anh nhớ cầm theo sổ sách về, rồi sau đó dạy lại cho em nha. Đồng ý. À Trúc nè. Dạ. Biết được em không rời khỏi nhà này á, anh vui dữ lắm. Bây giờ lại còn được giúp em như vậy nữa, anh mừng ghê lắm á. Tuy anh không được giỏi giang như anh hai của anh, nhưng mà nếu anh biết được cái gì á, anh sẽ chỉ cho em liền. Dạ. Thôi em làm tiếp đi, anh đi đây. Dạ, anh Bảo đi làm nha. Ờ. Làm việc cố gắng lên nha. Nhanh dữ hen. Mới đây á, quay qua quay lại mà tới ngày cúng má lớn rồi. Mà chị soạn đồ xong hết chưa? Giờ này mà còn ngồi may giá thiêu thùa hoài vậy? Soạn đồ gì? Thì đồ đạc của chị. Mấy cái đồ đạc riêng tư của chị đó, chị gom hết đi đi, đừng có chừa lại gì hết á. An, chị quên nói với em nữa. Chị thưa chuyện với hai bác rồi. Chị về cúng má xong thì sẽ qua Cao Lãnh thăm dì Chính vài ngày, xong sau đó chị quay trở lại đây. Cái gì? Chị còn tính quay trở lại đây nữa hả? Ừ, chị nghĩ kỹ rồi. Ở đây vẫn tốt hơn. Chị... Sao vậy? Em không thích chị ở đây hả? Chị ở đây có gây hại gì cho em sao? Chị đi hay ở thay kệ chị, mắc mớ gì tới tôi hết trơn á. Mà chị không thấy kỳ hả? Chị lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Mà đây đi mai ở, chị làm vậy không có thấy ngại với ba má chồng tôi hay sao? Chứ tôi là tôi thấy mắc cỡ lắm đó. Hay là chị tính kiếm chuyện tạo dựng tình thương để mọi người năn nỉ chị ở lại đây. Nhìn mà mắc mệt. Phải, chị cứ thay đổi ý định hoài, chị thấy cũng ngại lắm. Nhưng mà hai bác và mọi người đều đã hiểu cho chị, không có ai phiền trách gì chị hết. Chị có mỗi mình em bình an. Đúng ra em phải là người cương quyết giữ chị ở lại. Em phải là người vui mừng khi thấy chị thay đổi quyết định ở lại đây. Vậy tại sao em khó chịu tới vậy hả? Em cũng thấy mà. Ở đây chị phải tự giác làm việc để đổi lấy chén cơm. Chị không hề ỷ lại một chút nào hết. Bình An à, chị sẽ không trở thành gánh nặng của em. Chị sẽ đỡ đần mọi chuyện cho em. Vậy cho nên từ giờ á, em chỉ cần tập trung cho chồng của mình là được. Còn lại mọi chuyện cứ để chị lo nha.
nghe chị nói nè. Không bao lâu nữa Dượng ba sẽ đi đứng lại bình thường. Chị tin là đầu óc của Dượng cũng sẽ quay trở lại bình thường. Cho nên thời gian này em ráng chăm sóc Dượng thật tốt. Đừng có làm bất cứ chuyện gì để khiến sau này phải hối hận nghe không em? Thôi mệt quá đi. Chị nói cái gì nãy giờ mà dài quá trời, tôi buồn ngủ muốn chết à. Tôi làm gì kệ tôi, không cần chị giải biểu. Mèn ơi, Chính nhớ con quá à. Con về đây thăm Chính, Chính vui lắm. Con cũng nhớ Chính nhiều lắm. Đâu, con đứng ra Chính coi coi. Cái áo này nè, lúc Chính may cho con á, con mặc vừa vặn lắm mà. Sao bữa nay nó rộng quá vậy? Trúc, con ốm nhiều lắm đó. Thôi, đi vô đây nói chuyện con. Đi. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Con gửi cho Chính ít trà bánh. Nhỏ này, mày đặt biếu sáng chi vậy không biết nữa à. Con, mấy tháng nay á, con sống sao? Cách đây hơn một tháng, Chính lên cái bè có công chuyện. Sau đó Chính mới đón xe qua cây lậy để thăm con. Khi đến đó thì không có gặp ai hết á. Chính hỏi thì mới biết là con không còn sống ở đó nữa. Sau đám tang của má con mấy ngày thì ba chồng của em gái con có đón con về Mỹ Tho. Tại ở cây lậy cũng không còn nhà cửa gì nữa. Mới đầu con định về đây ở với Chính, nhưng mà... Không sao, con sống ở đâu cũng được, miễn con sống tốt là Chính an tâm rồi. Chính, con cũng nhớ Chính nhiều lắm. Con cũng muốn là về đây sống với Chính. Hai vợ cháu mình nương nhau mà sống. Nhưng mà hiện tại con chưa thể làm như vậy được. Chính đừng giận con nha. Con khờ quá, sao lại giận con? Trúc nè. Dạ. Cho Chính hỏi thiệt nha, con sống ở bên đó có vui vẻ không? Thiệt tình, Chính tào lao quá. Sống với em gái của con mà sao không vui được phải không? À thôi, bây giờ vậy nha, con vô nhà nghỉ ngơi đi. Chính đi chợ, chạy ra chợ mua mấy món gì đó về Chính nấu cho con. Mừng con trở về đây thăm Chính. Chính đi nhanh lắm, một chút xíu là xong à. Rồi trưa chiều gì đó Chính với con tâm sự tiếp ha. Chính hả? Vậy Chính cho con đi chung với nha. Thôi, con đi đường xa còn mệt lắm, nghỉ ngơi đi nha. Đôi ba hôm nữa đi, Chính dẫn con ra chợ. Mấy gì ở chợ đó hỏi thăm con hoài à. Dạ. Nghỉ ngơi đi, Chính đi chợ nha. Dạ. Từ lúc anh Thịnh làm sáng tỏ mọi việc, không phải giả bệnh nữa, nhất định con sẽ về đây ở cạnh dì. Trống quơ trống quát vậy? Em
Bảo, anh đừng có né tránh em nữa có được không? Có đâu, để yên cho tôi ăn đi. Anh nhìn em nè, cho em ôm anh một cái đi. Em nhớ anh lắm. Buông tôi ra. Em không. Buông ra đi, chị điên rồi. Em nhớ anh lắm, anh đừng bỏ rơi em như vậy mà. Nè, buông ra. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mày bị sao vậy? Con xin lỗi má. Má. Bộ sáng giờ ở nhà có chuyện gì hả? Dạ không má, có chuyện gì đâu. Không có gì. Mới thấy con An vừa chạy ra ngoài, cái vừa chạy nó vừa khóc. Hai đứa mày xích mích chuyện gì hả? Chắc là má nhìn lộn á. Lộn sao được mà lộn. Nói má nghe coi, chuyện gì? Thì đúng là chị hai có vô đây thiệt. Con thấy đồ ăn dở quá thì con chê thôi. Ai biết là chị hai nấu đâu. Chị giận quá cho nên là bỏ chạy ra ngoài á. Thiệt không? Thiệt mà má. Thôi, con no rồi. Con đi ra ngoài đi. Thái độ của thằng Bảo không có bình thường chút nào hết. Rồi còn con An nữa, tại sao nó khóc? Giữa hai đứa này chắc chắn có chuyện gì rồi nè. Mà là chuyện gì mới được chứ. Trúc, mặc dù thời gian con sống ở đây với Chính thật là ngắn ngủi, nhưng mà Chính cũng coi con như là con ruột của mình. Từ khi con đi, Chính nhìn quanh quẩn ở trong nhà, lúc nào Chính cũng thấy hình dáng của con. Có lúc nhớ con, Chính không cầm được nước mắt. Con cũng thương Chính nhiều lắm. Chính giống như là người má thứ hai của con vậy. Trúc. Dạ. Chính hỏi thiệt con nha. Trong lòng con có thương ai không? Con đừng có giấu Chính. Nhìn vào đôi mắt của con, Chính biết con đang nặng lòng thương một người. Sao Chính không nghĩ là con đang nặng lòng vì chuyện bị hủy hôn ước? Điều đó cũng khiến con nhẹ lòng hơn. Trúc nè, trút hết đi con, trút hết đi, rồi nhẹ lòng mà sống. Con không được phép thương. Con phải làm sao đây hả Chính?
Chuyện lần trước là sao? Hay là thằng Bảo chọc ghẹo con An? Chết rồi. Nếu chuyện đó là thật, tới tai ba nó là chết chắc. Nhưng không, có khi nào không phải thằng Bảo mà là con An? Chính con An chọc ghẹo thằng Bảo. Phải rồi, nó mang tiếng của chồng thôi. Thằng Thịnh như một đứa con nít thì biết gì mấy chuyện vợ chồng. An, qua má biểu coi. Dạ. Dạ má kêu con. Con với thằng Bảo, hai đứa có chuyện gì hả? Má nói cái gì kỳ vậy má? Con với chú ba thì làm sao mà có chuyện gì? Má nói vậy là sao? Hôm bữa chính mắt má thấy mà. Con vừa khóc vừa chạy ra ngoài, mà lúc đó trong bếp thì chỉ có con với thằng Bảo. Có chuyện gì nói cho má biết đi. Má, má nói như vậy chứ má muốn con với chú ba phải có chuyện gì hả má? Mày bị điên hả? Tao đang hỏi mày, mày hỏi ngược lại tao. Con đã nói với má là không có chuyện gì thì má đừng có gặng hỏi nữa. Mà nếu lỡ có chuyện gì thì trước sau gì má cũng biết thôi. Mày nói như vậy là ý gì hả? Con đâu có ý gì đâu, con nói bình thường mà. Tao nhắc cho mày nhớ nha, mày là vợ thằng Thịnh, là chị dâu của thằng Bảo đó. Nếu mà mày có ý đồ gì không tốt với thằng Bảo á thì bỏ liền nghe chưa con? Chết hôn. Nếu lỡ ngược lại, cái người có ý đồ không phải là con thì sao hả má? Mày là chị dâu của nó, nó làm cái gì sai thì bổn phận của mày phải nhắc nhở nó. Dạ, con nghe lời má dạy biểu. Tránh xa nó ra đó. Nhưng mà con với chú ba quang minh chính đại, có gì đâu mà phải tránh xa hả má? Hẹn ước kiếp sau.